You had been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed. Couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. Chào các bạn, video của mình hôm nay sẽ hướng dẫn cho các bạn giải đề thi chiếm hữu thực phẩm Tokutei Sokudio Tensezoyo nha. Rồi bây giờ mình sẽ có các câu hỏi ở chương 1. Câu hỏi 1: Suhisa ni anzen na sokuhin no tekyo suru tame ni wa sanjōken ga hichiyō desu. Mình có từ là Suhisa là người tiêu dùng, anzen là an toàn, sokuhin là thực phẩm, tekyo suru là cung ứng, cung cấp, tame là cấu trúc ngữ pháp để cung ứng thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng. Thì rōken là điều kiện, hichiyo là cần thiết, thì có 3 điều kiện cần thiết: anzen na genzai ryō to kirei na seiso kankyō no hoka ni mou hitotsu no rōken wa nan desu ka. Genzai ryō là nguyên vật liệu, anzen na genzai ryō là nguyên vật liệu an toàn, kirei là đẹp, sạch sẽ, seiso kankyō là môi trường chế tạo, môi trường sản xuất, sạch sẽ, no hokani là ngoài ra, mou hitotsu no rōken còn một cái điều kiện nữa là cái gì? A sokuhin no eisei teki toriatsukai có nghĩa là thao tác vệ sinh thực phẩm, eisei là vệ sinh. B. Kô-kate-ki na kosto sakugen hōhō là phương pháp, sakugen là giảm, kosto là giá, phương pháp giảm giá, hiệu quả, kô-kate-ki là hiệu quả. Seisan kiboto seisan shitsu no menzeki diện tích, sản xuất, shitsu là nhà xưởng, diện tích sản xuất xưởng, seisan kibo là quy mô sản xuất. Rồi bây giờ mình trở về bài học. Ở trong cái tháp mà anzen sokuhin thì nó có chia ra làm 3 cái mục. Mục thứ nhất là về nguyên vật liệu, nhập nguyên vật liệu an toàn. Mục thứ hai là môi trường sản xuất đẹp, sạch sẽ. Thứ ba nữa là cái thao tác vệ sinh thực phẩm trong lúc sản xuất. Rồi cuối cùng nữa là cái quá trình HACCP là quản lý thực phẩm qua cái HACCP. Vậy thì đáp án ở đây sẽ là đáp án A là đúng nha các bạn. Câu 2: Kakino uchi kakinado no nimai gai ni sonzai shi kansen shita hito ga chori shita shokuhin ya mizu kara hirogari yasu sokuchuroku no genin kin wa dore desu ka. Mình có từ là kaki là bên dưới, là cái viết ở bên dưới, kaki no uchi có nghĩa là những cái điều mà viết ở bên dưới, còn cái chữ kaki ở đây là con hào, ni mai kai là con sò có 2 mảnh vỏ, sonzai là tồn tại, kansen suru là nhiễm, chori suru là làm, nấu nướng, sokuhin là thực phẩm, mizu nước, hirogaru là phát tán ra, làm rộng ra. Động từ ở thể mas cộng với yasui có nghĩa là dễ một cái gì đó. Hirogari yasui là dễ phát tán ra. Sokuchuroku là ngộ độc thực phẩm, genin là nguyên nhân, kin là cái con vi khuẩn. Rồi bây giờ trong cái câu này các bạn thấy cái từ quá nè, thì các bạn sẽ dịch ở phía trước, các bạn dịch ngược lại nha, từ trước cái từ quá dịch trước nè. Rồi, con vi khuẩn nguyên nhân gây ra ngộ độc thực phẩm, dễ phát tán rộng, từ nước với thực phẩm mà đã qua chế biến của người bị nhiễm cái con vi khuẩn đó. Nó tồn tại trong con sò có 2 mảnh vỏ như là con hào. Hãy lựa chọn ở bên dưới là cái gì vậy? A. O soku bù đô kiu kin là con vi khuẩn hình cầu. B. Salmonella kin norovirus. Bây giờ mình trở về cái bài học nha, trang 14. Ở đây có viết về virus gây ngộ độc thực phẩm nè. thì nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm từ cái con virus là nhiều nhất là norovirus. Vậy norovirus nó xuất phát, nó có ở đâu? Ở đây họ viết là kakinado no nimai kai ni sonzai shitemasu, cho nên cái này là câu trả lời rồi đó các bạn. Nó tồn tại trong cái tồn tại ở người bị nhiễm cái virus norovirus này, ở tay hay là cái ngón tay á. Khi mà họ chế biến thức ăn thì nó sẽ di chuyển vào thức ăn và gây ra ngộ độc thực phẩm. Rồi cho nên đáp án ở đây sẽ là đáp án C nha các bạn. Câu số 3, sokuchiudoku no genin to naru bisebutsu o fusegu tame ni mitsu no gensoku o mamoranakereba narimasen. Tsukenai, fuyasanai no hoka ni mo hitotsu wa nan desu ka? Mình có từ là bisebutsu là vi sinh vật, fusegu là phòng tránh, gensoku là nguyên tắc, mà moru là giữ gìn bảo vệ, nakereba narimasen là phải giữ gìn. Rồi trong câu này các bạn không thấy có từ quá, cho nên mình sẽ dịch từ đằng sau, mình dịch ngược lại sau cái động từ trước nha. Phải giữ gìn ba cái nguyên tắc để phòng tránh vi sinh vật trở thành nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm. Nguyên tắc thứ nhất là tsukenai là không có làm dính vi khuẩn. Nguyên tắc thứ hai là fuyasanai là không làm tăng. No hokani là ngoài ra. Còn một cái nữa là cái gì vậy? A. O sen sà reni là không làm bẩn. B. Kolosu là diệt. C. Zosoku sà reni không làm tăng. Rồi bây giờ mình sẽ quay về cái bài học. Trang 17 có 3 nguyên tắc phòng chống ngộ độc thực phẩm. Nguyên tắc thứ nhất là tsukenai nè. Nguyên tắc thứ hai là fuyasanai. Nguyên tắc thứ ba là kolosu. Vậy đáp án ở đây sẽ là đáp án B. Câu số 4, Campylobacter zokukin ni yoru sokuchiudoku no genin to naru sokuhin wa dore desu ka? Mình có từ là zokukin là vi khuẩn nè, sokuchiudoku là ngộ độc thực phẩm, genin là nguyên nhân, sokuhin là thực phẩm. Bây giờ mình có cái từ quá thì mình sẽ dịch từ đằng sau, mình dịch ngược lại trước cái từ quá là sokuhin. Thực phẩm trở thành nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm do lý do rư là do cái con vi khuẩn Campylobacter là cái gì vậy? Rồi ở trong này câu A thì là xuất phát từ rau, B là xuất phát từ thịt gà, C là xuất phát từ hải sản. Rồi bây giờ mình trở lại bài học nha. Trang 15. Đây, Campylobacter zokukin thì nó xuất phát từ thịt gà. Nó gây ra các triệu chứng là tiêu chảy, đau bụng và sốt. Rồi ở bên này là cách phòng chống nè, là đun ở nhiệt độ trên 75 độ trở lên và trên 1 phút. Rồi đun chín. Cho nên đáp án của mình sẽ là đáp án B nha các bạn. Câu 5, kabi no tokuchou wa dore desu ka? Tokuchou là đặc điểm. Đặc điểm của nấm mốc là gì vậy? A. Kansen ni nakusu koto wa dekinai. Kansen là hoàn toàn, nakusu là mất đi, không thể mất hoàn toàn. B. Mà mê giá của kurui nado wa o sen sà reni kui. Mà mê là đổ, của kurui là ngũ cốc, o sen sà reni kui là khó nhiễm. C. Tei on de sokuhin no ho son sà sureba kanzen ni fusegu koto ga dekiru. Tei on là nhiệt độ thấp, sokuhin là thực phẩm, ho son suru là bảo quản, kanzen là hoàn toàn, fusegu là phòng tránh. Nếu bảo quản thực phẩm ở nhiệt độ thấp thì hoàn toàn có thể phòng tránh nhiễm nấm mốc. Rồi bây giờ mình trở về cái bài học nha. Ở trong này nó có viết là kansen ni nakusu koto ga dekimasen là hoàn toàn không thể mà mất đi được. Rồi nó có nhiều ở đâu nè, ở trong đổ, ở trong ngũ cốc, rau và trái cây. Kuramono là trái cây. Rồi cái việc mà nấm mốc nó dễ phát sinh, nó tăng nhiều là có cái nhân tố nước. Sui bừng bi sebutsu ga zosoku suru genin ni narimasu. Nó sui bừng ga no koruto là hễ mà cái thành phần nước nó còn sót lại thì nó trở thành nguyên nhân làm tăng trưởng cái nấm mốc. Cho nên đáp án á, là câu A là nó không hoàn toàn mất đi nè, và nó có nhiều ở đổ với lại ngũ cốc. Nhưng ở đây là nó ý ngược lại là khó phát triển, khó nhiễm ở đổ và ngũ cốc nên sai. Còn câu C á, là mình không thể nào bảo quản ở cái nhiệt độ thấp được, mà là cho dù là nhiệt độ thấp đi chăng nữa, nhưng mà trong một cái thời gian dài mà có điều kiện nước thì có thành phần nước thì nấm mốc vẫn có thể phát sinh được nha. Cho nên đáp án đúng sẽ là câu A. Câu số 6, Bisebutsu ga zosoku suru mitsu no yosou ga arimasu. Ondo sui bừng no hoka ni mo hitotsu wa nan desu ka? Mình có từ là Bisebutsu là vi sinh vật, zosoku suru là gia tăng, yoso là nhân tố. Ở trong này mình dịch từ ở phía sau, mình dịch ngược lại nha. Trước cái từ gá nè, có cái ba nhân tố mà làm gia tăng vi sinh vật, đó là nhân tố ondo là nhiệt độ, nhân tố sui bừng là nước, thành phần nước, rồi ngoài ra còn một cái nữa là cái gì vậy? A eyo bương là thành phần dinh dưỡng, B nikko là ánh sáng, C kiatsu là khí áp. Rồi bây giờ mình trở về cái bài nha. Ở đây nó có viết là ba nhân tố làm gia tăng vi sinh vật. Nguyên nhân tố thứ nhất là nhiệt độ, nhân tố thứ hai là nước, nhân tố thứ ba là eyo. Cho nên đáp án của mình sẽ là A. Câu 7, Bisebutsu ga zosoku shinrikui kankyô wa dore ka tarashii mono o hitotsu erabinasai. Hãy lựa chọn đáp án đúng. Môi trường làm cho vi sinh vật khó tăng trưởng là cái nào vậy? A. 30°から40°で湿度が高く汚れている環境. Mình có từ là kankyô là môi trường, yogoreteru là bị bẩn, shitsudo là độ ẩm. Nhiệt độ từ 30 đến 40 độ C, độ ẩm thì cao và môi trường bẩn. Rồi B, yondo ikade yogore ga naku kansō shiteru kankyō. Nhiệt độ thì dưới 4 độ và môi trường phải khô và không có bị bẩn. Rồi câu C, Chichon de Ari Yogorete-iru Kankyo là nhiệt độ thì có, môi trường là bị bẩn. Rồi bây giờ mình trở về cái bài học nha. Mình thấy là cái Bisebutsu này nó tăng nhiều Zosoku shimasu ở nhiệt độ từ 10 đến 60 độ C. Và đặc biệt là nó tăng nhanh Ichiban hayaku sozoku shimasu ở nhiệt độ là 30 đến 40 độ C nè. Cái đoạn trang 19 nha các bạn. Cho nên đáp án A là đáp án sai nè. Tiếp theo là mình đảm bảo cái nhiệt độ quản lý thực phẩm sao cho là ở dưới 4 độ C thì nó khó tăng trưởng, chứ không phải là nó không hoàn toàn không tăng trưởng nha các bạn. Đó, mình phải bảo quản nhiệt độ dưới 4 độ C. Cho nên đáp án B là đáp án đúng. Rồi ở cái đáp án C á, là nhiệt độ rồi môi trường mà bị bẩn thì đáp án này hoàn toàn sai. Cho nên đáp án đúng của mình là đáp án B. Câu số 8, Tei yayubi ni kizu no aru hito ga chori shita sokuhin de hassei shi yasui sokuchiroku wa dore ka tarashii mono o hitotsu erabinasai. Mình có từ là te là tay, yubi là ngón tay, kizu là vết thương, chori suru là chế biến thực phẩm, HACCP suru là phát sinh, HACCP là động từ ở thể mas cộng với yasui là dễ phát sinh. Sokuchiroku là ngộ độc thực phẩm. Ngộ độc thực phẩm dễ phát sinh bằng cách là thực phẩm do cái người chế biến có cái tay, có vết thương ở tay và ngón tay. Hãy lựa chọn ra đáp án đúng. A. Osokubudo kyukin. B. Botsulinusukin. C. Salmonerakin. Bây giờ mình trở về cái bài học ở trang 12. Thì ở đây là những cái vi khuẩn gây ra ngộ độc thực phẩm mà nguyên nhân phát sinh. Con vi khuẩn đầu tiên là vi khuẩn hình cầu Osokubudo kyukin. Nó phát sinh, nó gây ra ngộ độc thực phẩm khi mà cái người chế biến có cái vết thương ở tay và ngón tay, thì vi khuẩn hình cầu này nó sẽ đi vào thực phẩm và gây ra ngộ độc thực phẩm. Cho nên đáp án của mình sẽ là đáp án A, vi khuẩn hình cầu nha các bạn. Rồi, bài hôm nay của mình xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn trả lời các câu hỏi ở chương 2 nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.